Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm nay thì em về thêm được một số mẫu chậu. Nhà em thì hiện tại đang có chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng này, mẫu chậu đen. Đấy. Rồi mẫu chậu e nữa. Đây là mẫu chậu sen. Mẫu chậu sen nhà em thì có phi 20, 25 và 30. Giá của nó là 10.000. Phi 25 là 13.000 và phi 30 là 21.000. Đấy, phi 30 đây. Thực ra phi 30 thì ngoài đường kính nó sẽ kia là 35. Riêng cái mẫu chậu sen này thì nó sẽ là của nhà sản xuất ấy, thì họ sẽ ghi là 25, 30 và 35. Cho nên là có một số cửa hàng vẫn báo theo cái kích thước của nhà sản xuất đây. Nhưng mà em đo không đủ cho nên là em chỉ báo 20, 25 và 30 thôi. Thì để các bác mua về thì đúng cái mục đích của mình ấy. Tại vì rất là nhiều bác nhầm lẫn. Tại vì cái này ghi là 35, về các bác đo lại bảo là chậu không đủ 35 ấy. Đấy là mẫu chậu sen các bạn. Mẫu chậu bí thì nhà em có phi 20, 25 và 30. Mẫu chậu bí thì đây mẫu chậu bí này, bí 31, bí 20, 25 và 30. Ở trên nhà sản xuất họ sẽ ghi là 22, 26, 22, 26 và 31. Giá là 10.000 này. 10.000, 12.000, chậu phi 25 là 12.000, còn chậu phi 30 ạ. Chậu phi 30 thì là 16.000 một cái. Đây nhà sản xuất này phi 20 họ ghi là phi 22. Đấy là mẫu chậu sen, chậu bí. Còn mẫu chậu nan thẳng ạ, mẫu chậu nan thẳng thì nhà em có phi 20, 25, 30, 20, 25, 30, à phi 20, 25, 28, 30, 35. Phi 20 là 6.000 một cái ạ. Phi 25 là phi 25 thì đo thực tế được có 23 thôi. Phi 20 thì đủ 20 nhưng mà phi 25 thì đo thực tế được có 23 thôi. Cái đấy là 7.500 một cái. Phi 30 ạ. Phi 30 là 11.000 một cái. Đợt này có về thêm phi 28 nhưng mà em thấy là phi 28 nhưng mà giá nó vẫn thế các bạn. Nó vẫn là 11.000 một cái chậu phi 28 này. Chậu phi 28 với chậu này là chậu phi 30 này. Nó hơi cái mẫu của nó cũng hơi khác nhau một chút các bạn. Nhưng mà vẫn giá vẫn thế các bạn, vẫn là 11.000 một cái. Ở chậu 30 này, chậu 35 ạ, chậu 35 là 17.000 một cái. Đây chậu 35 đây. Chậu phi 35, chậu nan thẳng 35. Còn mẫu chậu đen là mẫu chậu đen thì nhà em có mẫu chậu đen thì có phi 16, 18, 25 và 28. Đây phi 16 này, phi 16 là 3.000 một cái. Mẫu chậu này thì rất là hợp để các bác ươm ki trồng cây con nhỏ này. Đây là mẫu chậu. Chậu nó như thế này. Nhựa dẻo, dẻo bền lắm các bạn. 3.000 một cái, chậu phi 18 là 3.500 một cái ạ. Đây chậu phi 18 đây. 3.500 một cái. Chậu phi 25 ạ, chậu phi 25 với chậu phi 28 thì nó đều là mẫu như thế này. Đấy, phi 25, phi 28 mẫu như thế này. Phi 25 là 10.000, phi 28 là 13.000. Đấy, đấy là mẫu chậu các bạn. Còn mẫu chậu E thì nhà em vẫn luôn có. E thì có E280 và E300. Đấy, đây là tên của nó thôi các bạn, không phải là kích thước của nó đâu. Đây chậu E280 này. E280 thì là 7.000 một cái. Còn E300 là 9.000 ạ. Đây mẫu chậu E. Còn khay đựng nước ạ, khay đựng nước nhà em vẫn bán là 12.000 một cái. Khay này thì khay này các bác ơi, dùng để đựng nước để tránh nóng cho giàn lan. Mình sẽ đặt vào dưới chậu ấy. À dưới giàn ấy, xong là mình đổ nước vào thì nó đến lúc mà nắng nóng như thế này ấy, nó bốc hơi lên và nó làm mát giàn của mình rất là tốt. Rêu sâu là 40.000 một lạng các bạn, còn rêu rừng là 30.000, rêu rừng là 40.000 một cân, còn rêu sâu là 40.000 một lạng. Đấy, đấy là rêu các bạn. Móc thì nhà em vẫn móc đây, móc thì nhà em có này. Móc kẽm thường 90 là 3.000 một cái, bọc nhựa 90 3.000 một cái. Còn móc bọc nhựa 80 là 2.800 một cái. Móc thì nó có nhiều loại các bác nhá. Cái nhà em thì là ly thường này, nó có một loại ly bé nữa. Nó móc nó có ly bé ly thường nhá, cho nên là giá cả nó cũng khác nhau. Thì đợt trước thì bác bảo là móc nhà em bán đắt nhưng mà thực ra là nó có theo ly cả các bác. Nó theo ly đấy. Móc nhà em là móc ly thường, nó có một loại móc ly bé nữa. Bé hơn cả cái này cơ. Thì nó sẽ rẻ hơn.
Đây là cần 395, cần 395 là 420.000 một cái, cần Đài Loan. Cần này thì ngắn tầm khoảng 30 cm thôi. Nước ra rất là mịn các bạn ạ. Cái này thì mình tưới cây con thì rất là tuyệt vời luôn. Còn phân bón thì nhà em vẫn có đầy đủ các loại phân hữu cơ, phân vô cơ. Phân vô cơ thì nhà em đang có phân cá GRD còn một gói 1 cân, cái này 30.000. Bao bách BB, cái này là bao bách BB là 35.000 một cân. Chuồn quế Vmit là 45.000 một cân ạ, chuồn quế Vmit Pro ạ, Vmit Pro hạt to hơn Vmit 50.000 một cân. Viên nén Hùng Nguyễn Ben 1 là 55.000 một hộp 1 cân, còn Ben 3 phân rơi thì là 40.000 một hộp 5 lạng. Còn xử lý giá thể nhà em có chi cho đờ ma 40.000 một gói. Thán thư thì các bác có thể dùng ăn chăn côn 47.000 một gói 100g. Ngoài ra thì có Fendona này 10SC, cái này là 12.000 một gói 5ml. Một gói như thế này sẽ pha được 1 lít nước ạ. Ngoài ra còn có cái Fendona 20SC, cái này thì là 40.000 100ml. Em gieo 27.000 một gói 200g. Một gói này sẽ xử lý được 2 đến 3 tấn phế thải. Kinkinbun 25.000 gói 45g và Ridomin 100g là 55.000. Đấy, cái này là chống thối. Ngoài ra thì nhà em có Ngọc Linh. Ngọc Linh chống thối, cái này 95.000, lọ 250ml. Nếu mà các bác chọn những cái sản phẩm chống thối mà an toàn thì các bác nên chọn Ngọc Linh này. Thành phần cũng như ấy thì nó rất là thân thiện với môi trường. Đấy, nó ít ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, cho nên là các bác nên chọn Ngọc Linh. Phân trì Nhật là 120.000 một cân, xanh Mỹ là 140, vàng Mỹ 160, vàng Mỹ chỉ số 14 đều, còn trắng Nhật là chỉ số là 640 6+15, cái này là 220.000 một cân. Trắng Nhật thì phân trắng Nhật thì nó khá là đắt, cái này thì hàm lượng lân rất là cao, rất là thích hợp bón cho mùa này. NT kích rễ hộp này là 25.000 ạ, trong nó sẽ có 20 gói, các bác chỉ việc đặt lên miệng chậu thôi. Rất là tiện. Ngoài ra tan chậm nhà em còn có phân Zinan. Zinan thì có lọ to 150g. Lọ này 150g 25.000 ạ, lọ to 1,25 kg, lọ này 170.000. Dì sắt đồng lá của Anvin. Anvin 40.000 ạ. Phi san lạnh là phi san 20, cái này 55.000. Siêu lân đỏ 25.000 ạ. Cái hoa thái 35.000, này trồi thái 35.000. Chế phẩm Hùng Nguyễn 6+1 25.000, lấy từ 10 lọ là 22.000. Cái này là dưỡng chất AB 70.000. Keo liền sẹo 47.000, keo đen ạ. Amigreen giải độc chống sốc cây cảnh 40.000 ạ. Vitamin B12 giải độc cây 25.000. Bộ tứ phân cả Úc bao gồm có Siso, Acerot, Powerfit và Oral Home 25.000 một lọ. Atonic nhà em có cả gói cả lọ, nên là các bác lọ 100ml 80.000, gói thì cũng 80.000 một gói 10ml. Cốc điều hòa nhà em cốc to, cốc bé là 8.000 một cốc. Chiều cao là 9 cm. Cốc to là 17 cm. 13.000 một cái. Super Canxi Kali Maze 25.000 ạ. Biorot 70.000. NBAM 25.000 100g. Lưới Đài, lưới Nhật nhà em vẫn có các bác nhé. Lưới Nhật là 160.000 một tấm. Đây là tấm vá ít các bạn. Tấm vá nhiều là 130.000. Lưới đài thì là lưới đài dệt kim. Lưới đài dệt kim này thì nhà em có khổ 2m, 3m và 4m. Khổ 2m 28.000, 3m 40.000, 4m là 55.000. Và có hai màu, đó là màu xanh và màu đen để các bác lựa chọn này. Đấy là cái giá, đấy là giá mét dài các bác nhé. Là khổ mét dài đấy ạ. Một ví dụ khổ 2m 28.000, tức là 28.000 sẽ là 2m². Đấy. Còn chiều dài thì các bác muốn lấy bao nhiêu thì em sẽ cắt bấy nhiêu. Đấy, em cả vỏ thông thì nhà em chỉ còn có số 1 với số 3 thôi các bạn. Số 1 vụn giải mặt và số 3 to. Còn số 2 thì nhà em lại đang hết. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.